Nghệ thuật Chiki. Các em nhỏ, chào mừng các em đến với nghệ thuật Chiki. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một chiếc que kem dưa hấu ngon tuyệt nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình tam giác. Sau đó chúng ta sẽ vẽ thêm hình que kem cho chiếc kem. Ôi nhìn kìa, nó đã trông rất tuyệt rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng tô màu cho que kem này nhé. Chúng ta sẽ tô màu đỏ ở đây. Và sau đó một chút xanh lá cây. Thật là vui đúng không nào? Bây giờ thêm màu vàng cho que kem nữa này. Và cuối cùng là một chút màu tím. Các em ơi, và đây là một que kem dưa hấu của nghệ thuật Chiki. Cùng thưởng thức thôi nào. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.